chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay kính thưa quý vị và các bạn thân mến tổng thống đô Trump trung quyết quét sạch ứng dụng của trung quốc trên nước mỹ tổng thống trung ký lệnh cấm tiktok và wechat lệnh ban hành lệnh hành pháp nói rằng hoa kỳ phải có hành động tích cực chống lại các chủ sở hữu tiktok và bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta theo lệnh này, bắt đầu sau 45 ngày, bất kỳ giao dịch nào của Hoa Kỳ với Beats Dance sẽ bị cấm. TikTok phủ nhận các cáo buộc công ty này Trung Quốc bị kiểm soát hoặc chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc. Vào hồi thứ năm, ngày 7 tháng 8 năm 2020, Tổng thống Donald Trump cũng đã ban hành một lệnh hành pháp tiếp theo để cấm WeChat một ứng dụng thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ Tencent có trụ sở tại Trung Quốc. Trong cả hai sắc lệnh ông Trung nói rằng ông đã tìm cách các bước bổ sung phải được thực hiện để đối phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến các chuỗi cung ứng dịch vụ và công nghệ thông tin và truyền thông. Ông nói thêm sự làn rộng của Hoa Kỳ của các ứng dụng di động do các công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phát triển và sở hữu tiếp tục đe dọa an ninh quốc gia chính sách đối ngoại và nền kinh tế của hoa kỳ ông đề cập đến hai ứng dụng như một mối đe dọa cả hai xác lệnh đều quy định mọi giao dịch không xác định chủ sở hữu trung quốc của tiktok và wechat hoặc các công ty con của chúng sẽ bị cấm nội dung xác lệnh của trung nói rằng việc thu nhập dữ liệu của tiktok và thể có thể cho phép Trung Quốc theo dõi các nhân viên chính phủ của Mỹ và thu thập thông tin cá nhân để tống tiền hoặc thực hiện các hành động gián điệp. Ông lưu ý rằng các thông báo cho thấy TikTok kiểm duyệt thông nội dung và được coi là nhạy cảm về mặt chính trị, chẳng hạn như các cuộc biểu tình ở Hồng Kông và cách mà Bắc Kinh đối xử với người Duy Ngô Nhĩ, một dân tộc thiểu số theo đạo Hồi. Tổng thống Mỹ cho biết là an ninh nội địa cục quản lý an ninh giao thông vận tải cơ quan giám sát hoặc hoạt động kiểm tra an ninh tại sân bay Mỹ và các lực lượng vũ trang Mỹ đã cấm TikTok trên điện thoại của chính phủ kể từ khi ông Trump tuyên bố cấm TikTok vào thứ sáu tuần trước gã khổng lồ công nghệ Microsoft cho biết đang đàm phán để mua lại các hoạt động của TikTok tại Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ đã nói rằng bộ tài chính Hoa Kỳ nên cắt bất kỳ thỏa thuận nào như vậy. Ứng dụng TikTok đang phát triển nhanh chóng với 80 triệu người dùng hoạt động hàng tháng ở Mỹ. Ứng dụng này đã bùng nổ trong những năm gần đây, được dùng chủ yếu bởi những người dưới 20 tuổi. Họ sử dụng ứng dụng này để chia sẻ các video dài 15 giây thường liên quan đến các bài hát nhép với bài hát vừa kịch những video này sau đó hiển thị với cả người theo dõi và người lạ. Theo mặc định, tất cả các tài khoản đều ở chế độ công khai, mặc dù người dùng có thể hạn chế việc tải video trong phạm vi của một nhóm liên lạc mà họ cho phép. TikTok cho phép gửi đi tin nhắn riêng tư nhưng chỉ với bạn ở trong bạn bè. TikTok báo cáo có khoảng 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng với các thị trường lớn nhất là Hoa Kỳ và Ấn Độ. Ấn Độ đã chặn TikTok trong thời gian vừa qua sau khi Trung, đ... sau khi Trung Quốc và Ấn Độ có xung đột dẫn đến chết người ở biên giới Ấn Trung. Cũng như các ứng dụng khác của Trung Quốc, Ấn Độ cũng đã đang ngăn chặn. Australia quốc gia đã cấm Huawei và nhà sản xuất thiết bị ZTE cũng đang xem xét cấm TikTok tại nước này. WeChat là gì? WeChat đôi khi được mô tả là một mạng xã hội nhưng nó thực sự còn nhiều hơn thế nữa. Cung cấp các phương tiện thanh toán, chạy các chương trình nhỏ bổ sung, tìm ngày tháng và nhận tin tức, tin nhắn, nhắn tin và các hoạt động xã hội khác. Nó sẽ được coi là một loại hệ điều hành thứ cấp cho iOS và Android nó cũng được coi là một công cụ quan trọng trong bộ máy giám sát nội bộ của trung quốc yêu cầu người dùng địa phương bị cáo buộc tung tin đồn ác ý phải đăng ký nhận diện khuôn mặt và giọng nói nhưng ngoài ra nó được cho là thường được đảng cộng sản trung quốc sử dụng để tuyên truyền cho cộng đồng người hoa ở hải ngoại một cuộc hội thảo được tổ chức vào đầu năm nay bởi viện chính sách chiến lược úc đã thảo luận về việc làm thế nào để cho các nhóm trong wechat lẽ ra được sử dụng để giới thiệu các điểm du lịch nhà hàng mỗi ngày lại chuyển sang truyền bá thông điệp chính trị trùng khớp với quan điểm của bắc kinh vào những thời điểm quan trọng Thưa quý vị và các bạn, Ấn Độ hồi tháng 6 đã chặn TikTok cùng với 58 ứng dụng khác của Trung Quốc sau xung đột chính trị tại biên giới giữa hai nước thời gian qua. Chính phủ nước này cho rằng phần mềm có nguồn gốc liên quan đến Trung Quốc tạo nguy cơ gây tổn hại đến chủ quyền, an ninh lãnh thổ của Ấn Độ. Trong tháng 5, TikTok tại Ấn Độ từng được 100 triệu lượt tải về, gấp đôi so với thị trường của Mỹ, nhưng giờ thì khi truy cập vào ứng dụng tại Ấn Độ không còn bất kỳ video nào được hiển thị. Thậm chí nhiều người dùng còn lên tiếng kêu gọi xóa bỏ ứng dụng. Lệnh cấm của Ấn Độ là một tổn thất nặng nề với BitDance bởi họ đang đặt cược lớn vào Ấn Độ, quốc gia đồng dân thứ hai của thế giới và là một trong những thị trường về dịch vụ lớn nhất hiện nay. BitDance đã đầu tư 1 tỷ đô la để mở trung tâm dữ liệu các văn phòng đại diện và tuyển dụng đội ngũ nhân sự cao cấp tại Ấn Độ. Số lượt tải ứng dụng TikTok tại nước này đạt 611 triệu, chiếm 30% theo ước tính của công ty phân tích Sensor Tower hồi tháng 4. Từng được kỳ vọng là thị trường tăng trưởng hàng đầu sau Trung Quốc, Ấn Độ giờ trở thành cơn ác mộng đối với TikTok. Giới truyền thông nhận định mạng xã hội video này của Trung Quốc mất hàng trăm triệu người dùng và có thể tổn thất đến 6 tỷ đô la Mỹ. Nhưng tai họa mới chỉ bắt đầu khi mà Úc nói sẽ cân nhắc cấm TikTok sau khi cấm Huawei và ZTE và Mỹ mới bắt đầu hành động. Sau vài ngày cân nhắc, Tổng thống Donald Trump đã ra tối hậu thư cho TikTok. Ông Trump thông báo rằng TikTok có 45 ngày để đạt được thỏa thuận bán lại cổ phần cho một công ty Mỹ, nếu không sẽ phải ngừng hoạt động tại quốc gia này. Ngày 3 tháng 8 năm 2020, tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng tôi đã đặt thời hạn ngày 15 tháng 9, thời điểm họ phải chấm dứt hoạt động ở Mỹ trừ khi Microsoft hoặc công ty nào đó mua lại cổ phần và đạt được một thỏa thuận. Trump nói thêm một phần không nhỏ số tiền giao dịch sẽ phải chuyển vào ngân khố của Mỹ vì chúng tôi đã giúp thỏa thuận này trở thành hiện thực họ không có chuyện, không có quyền gì và trừ khi chúng tôi cấp quyền cho họ. Trước những lo ngại về nguy cơ an ninh quốc gia mà nền tảng chia sẻ video TikTok đặt ra, Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước đã đe dọa cấm ứng dụng này hoạt động tại Mỹ và bác bỏ khả năng để cho Microsoft mua lại. Tuy nhiên, cuộc gặp với Tổng giám đốc Microsoft Satya Nadella, Tổng thống Trung được cho là đã thay đổi quyết định của mình. Một lý do khác dẫn đến quyết định này là ông Trung được cho là xuất phát. Do lo ngại Tổng thống Trung sẽ mất đi sự ủng hộ của những cử tri trẻ, trong khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp đến nếu cấm hoàn toàn TikTok tại quốc gia này. Ý tưởng để cho công ty Mỹ mua lại TikTok được nêu lên như một sự chấn an cho giới chính trị đối với nguy cơ do dị thông tin người dùng. Theo đề xuất, Microsoft sẽ mua quyền quản lý hoạt động TikTok tại Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, những nước nằm trong liên minh chia sẻ tình báo ngũ nhãn cùng với Anh Quốc. Tuy nhiên, một vấn đề mấu chốt trong đàm phán được cho là làm thế nào để tách biệt công nghệ TikTok với cơ sở hạ tầng của BitDance các nguồn tin cho rằng Microsoft và Bitdance sẽ được cho một thời hạn để phát triển công nghệ giải quyết vấn đề nói trên. Thưa quý vị và các bạn, thỏa thuận được đàm phán trong bối cảnh giới chức Mỹ lo ngại nguy cơ thông tin dữ liệu người dùng Mỹ lọt vào tay nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc. Hiện tại Mỹ TikTok có 80 triệu người dùng. Hoạt động hàng tháng với lượng thông tin người dùng khổng lồ và đang rất thịnh hành tại Mỹ với hàng trăm triệu lượt tải về, TikTok bị cho là mối đe dọa tiềm tàng. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây cho biết là ứng dụng video nổi tiếng TikTok nằm trong số những dữ liệu cung cấp trực tiếp cho đảng cộng sản Trung Quốc. Ông Pompeo nói rằng vô số các công ty kinh doanh tại Mỹ có thể đang chuyển thông tin cho chính phủ Trung Quốc. Dữ liệu bị truyền có thể bao gồm các mẫu nhận dạng khuôn mặt, địa chỉ, số điện thoại và danh bạ điện thoại. Trong khi đó, TikTok đã bác bỏ cáo buộc rằng nó được kiểm soát bởi hoạt động chia sẻ dữ liệu của chính phủ Trung Quốc. Công ty nói dữ liệu người dùng Mỹ được đặt tại Mỹ và server dự phòng ở Singapore. Sale của TikTok Kevin Major đã nói Chúng tôi không hề chính trị, không nhận quảng cáo chính trị và không có nghị trình che giấu. Thưa quý vị và các bạn, trước đó vào cuối năm ngoái, TikTok là đối tượng của một vụ kiện tập thể ở Mỹ cáo buộc áp chuyển số lượng lớn dữ liệu người dùng về Trung Quốc. Vụ kiện này được đệ trình lên tòa án California vào cuối tháng 11 năm 2019, tuyên bố TikTok trắng trợn thu thập và chuyển đến các máy chủ ở Trung Quốc một lượng lớn dữ liệu người dùng và nhận dạng cá nhân mà không có sự đồng ý của người dùng. Những người đệ đơn cáo buộc rằng dữ liệu này có thể được sử dụng để xác định, tạo lập hồ sơ và theo dõi người dùng ở Mỹ cả trong hiện tại và tương lai. Nguyên đơn tên là Misty Hong, một sinh viên đại học ở California nói rằng trong năm nay cô đã tải ứng dụng này xuất hiện nhưng không tạo tài khoản. Vài tháng sau, cô cáo buộc TikTok đã tự tạo một tài khoản cho cô và lén lút lấy các video dạng thô mà cô đã tạo ra nhưng chưa bao giờ có ý định đăng tải lên mạng. Các nguyên đơn cũng lập luận TikTok đã kiếm lợi bất chính từ việc bí mật thu thập dữ liệu riêng tư bằng cách dùng dữ liệu để đạt được mục tiêu kiếm doanh thu lợi nhuận quảng cáo lớn hơn. Ngay sau đó, TikTok đã bị chỉ trích nặng nề trong vụ một cô gái người Mỹ đã bị chặn dịch vụ sau khi cô đăng một clip chỉ trích Trung Quốc đối xử đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Công ty này sau đó phải bỏ việc chặn và xin lỗi. Vậy sau TikTok, những phần mềm hay các công ty nào khác đang có nguy cơ nhận sự trừng phạt từ phương Tây? Mục tiêu hiển nhiên nhất là WeChat và Tencent, cũng là sản phẩm duy nhất của ông Pompeo điểm danh bên cạnh TikTok. WeChat được miêu tả như một mạng xã hội nhưng trong thực tế nó hoạt động mạnh hơn rất nhiều. Nó cho phép thực hiện các hoạt động trả tiền, chạy các chương trình mini bổ sung, hẹn hò và nhận tin tức. Bên cạnh dịch vụ nhắn tin và video chat thì các hoạt động của mạng xã hội khác cũng đồng hành. Có lẽ chính xác nhất có thể coi là những dạng hệ điều hành thứ hai chạy trên nền ios và android nó cũng được coi là một công cụ chủ chốt của hệ thống giám sát nội bộ tại trung quốc nó đòi người dùng nội địa nếu bị cáo buộc đã từng lan truyền thông tin tin đồn độc hại thì phải đăng ký scan khuôn mặt và giọng nói thêm vào đó người ta cho rằng nó được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng rộng rãi để tuyên truyền đến cộng đồng người Hoa ở nước ngoài. Một cuộc hội thảo được Viện Chính sách Chiến lược Australian thực hiện hồi đầu năm nay đã thảo luận về cách thức mà các nhóm trong ứng dụng này dùng. Đầu tiên là gợi ý nơi đi nghỉ, nhà hàng tốt hay những nội dung tương tự mỗi ngày. Sau đó chuyển sang gửi các tin nhắn với nội dung phù hợp với đường lối của Bắc Kinh vào những thời điểm quan trọng. Ngoài WeChat, các phần mềm nhận diện khuôn mặt đang gây quan ngại với giới chức Mỹ và từng được ngoại trưởng Kim nhắc tới. Tuy ông không nêu rõ tên bất kỳ sản phẩm nào nhưng tại Trung Quốc có rất nhiều công ty sản xuất ứng dụng kiểu này. Mạng xã hội của Vài và ứng dụng hướng dẫn làm đẹp, siêu cam, make up đều dùng thuật toán nhận diện khuôn mặt và đều nằm trong số ứng dụng bị cấm tại Ấn Độ. Zoom là một cái tên nữa đang mang lại nhiều nguy cơ bị trừng phạt. Dịch vụ trò chuyện qua video này do doanh nhân Eric Jun, người gốc Trung Quốc, tung ra. Nó đã bị chỉ trích về việc từng chuyển hướng nhầm một số cuộc gọi về các máy chủ đặt tại Trung Quốc cũng như việc đóng các tài khoản từng tổ chức sự kiện chỉ trích Bắc Kinh và người tổ chức nằm ở ngoài Trung Quốc. Công ty này vừa tuyên bố rằng họ sẽ ngừng dịch vụ trực tiếp với người dùng ở Trung Quốc, thay vào đó sẽ cung cấp dịch vụ thông qua các đối tác địa phương khách hàng được thông báo rằng việc này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 tới đây. Thời điểm trên có thể là trùng hợp và ngẫu nhiên, tuy nhiên việc này cho thấy các công ty công nghệ đang rất cẩn trọng và không muốn Hoa Kỳ có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ mình. Tuy nhiên nếu tham khảo danh sách Ấn Độ thì nhiều ứng dụng cũng sẽ có nguy cơ bị cấm tại Hoa Kỳ. Ngoài TikTok, WeChat ấn độ còn cấm các tên tuổi lớn như baidu maps baidu chainless và các đối thủ cạnh tranh với sản phẩm của google do nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm hàng đầu trung quốc tung ra Weibo dịch vụ tiểu blog tương tự như twitter ở hoa kỳ cloud of king mobile NetChain, bang bang hai video games scam scanner ứng dụng scan tài liệu vân vân. QQ Mail, dịch vụ thư điện tử gửi file. Theo các tường thuật địa phương thì chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc cấm thêm 275 ứng dụng nữa, trong đó có một số khá quen thuộc với thị trường Mỹ như AliExpress, ứng dụng mua sắm của hãng bán lẻ trực tuyến khổng lồ Trung Quốc Alibaba. Video Games của NetEase và là hãng tung ra một số thương hiệu siêu nhân Marvel, các game của Tencent trong đó có Blazer, một số ứng dụng mang nhãn hiệu Mi của nhà sản xuất điện thoại Xiaomi. Báo chí Ấn Độ nói rằng Supercell của Phần Lan, phần nhà phát triển video games Class of Clans, có thể cũng, có, cũng bị cấm tại Ấn Độ với lý do Tencent nắm cổ phần cổ đông lớn của công ty này. Cho dù Hoa Kỳ có đi theo hướng tương tự không thì Riot Games hãng phát hành trò chơi điện tử liên minh huyền thoại và Epic Games hãng phát triển trò chơi điện tử Fortnite có lẽ sẽ có lý do để lo lắng. Thưa quý vị và các bạn, BitDance, chủ sở hữu Trung Quốc của ứng dụng chia sẻ TikTok có hơn 130 nhân viên thuộc Đảng Bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, trực thuộc công ty nhiều người trong số những nhân viên này làm việc ở các vị trí quản lý, một tài liệu nội bộ tiết lộ. Số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm giữ những vị trí trong ban quản lý BitDance càng chứng tỏ mối quan hệ của công ty này với chế độ độc tài cộng sản Trung Quốc, làm dấy lên những lo ngại về an ninh đối với TikTok. Theo luật, các công ty Trung Quốc được yêu cầu thành lập đơn vị trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay tại văn phòng của họ để bảo đảm rằng các chính sách kinh doanh và nhân viên tuân theo đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công ty BitDance được thành lập vào tháng 3 năm 2012, sau đó thành lập đảng bộ vào ngày vào tháng 10 năm 2014. Theo quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủy viên thuộc đảng bộ của các công ty bổ nhiệm tại các hội nghị chính trị, các thành viên này sẽ phục vụ theo nhiệm kỳ 5 năm. Không rõ chính xác có bao nhiêu đảng viên hoặc ủy viên đảng bộ trong số 60.000 nhân viên của BitDance tại 230 văn phòng trên toàn cầu. Danh sách mà tờ Epoch Times có được chỉ là một phần của danh sách của ủy viên đảng bộ tại trụ sở chính của công ty ở Bắc Kinh. Theo danh sách nội bộ tại văn phòng trụ sở chính có ít nhất 138 nhân viên hầu hết ở các vị trí quản lý hoặc kỹ thuật thuộc thành ủy Bắc Kinh có sức ảnh hưởng tại công ty. 60 người trong danh sách nắm giữ các vai trò quản lý. Tài liệu ảnh bao gồm chi tiết tên họ đầy đủ giới tính ngày sinh và ngày gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, số chứng minh nhân dân và vị trí công tác của từng thành viên trong công ty chẳng hạn như quản lý hoặc kỹ thuật. Bản danh sách được tiết lộ trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ tăng cường giám sát, giám sát TikTok và ứng dụng do Trung Quốc sở hữu khác vì lý do an ninh quốc gia. Các quan chức Hoa Kỳ đã nhiều lần gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng dữ liệu của nhân dân của những người Mỹ do TikTok thu nhập có thể bị Bắc Kinh truy cập vì các công ty Trung Quốc đều phải tuân theo Đảng Cộng sản của Trung Quốc. BitDance đã không trả lời những yêu cầu bình luận. Logo ứng dụng TikTok hiển thị bên cạnh logo của Microsoft vào ngày 3 tháng 8 năm 2020 tại thành phố New York dưới áp lực từ lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với ứng dụng mạng xã hội phổ biến này. Có thông tin cho rằng Microsoft đang xem xét tiếp quản TikTok từ công ty BitDance của Trung Quốc. Ngày 6 tháng 8, Tổng thống Đô Trump đã ban hành lệnh hành pháp cấm các giao dịch của Hoa Kỳ đối với BitDance, gã khổng lồ Internet Trung Quốc. Tencent Holding Limited lệnh cấm sẽ có hiệu lực 45 ngày. Sau 45 ngày và Tổng thống Trung cũng đã trao cho Bechtle cơ hội đến 15 tháng 9 để bán TikTok cho Microsoft hoặc một công ty Mỹ khác. Microsoft xác nhận rằng họ đang đàm phán để mua ứng dụng đình đám này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng cho biết các hành động của chính quyền Hoa Kỳ nhắm vào các ứng dụng của Trung Quốc nhằm giải quyết một loạt các rủi ro an ninh quốc gia do phần mềm kết nối từ đảng cộng sản Trung Quốc gây ra. Danh sách các đảng viên cho thấy mức độ liên kết của Đảng Cộng sản Trung Quốc của BitDance và sự gắn bó lịch sử lâu dài của gã khổng lồ công nghệ về việc hợp tác với các cơ quan chức năng để kiểm duyệt. Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty ông Trương Nhất Minh và giám đốc điều hành cấp cao khác đã nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn công ty ủng hộ các mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. James Garofano, Phó Chủ tịch Viện Chính sách Đối ngoại Anh, An ninh Quốc gia và Quỹ Di sản cho biết số lượng thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bitdance là điển hình cho các công ty của Trung Quốc. Tất cả các công cụ quyền lực đều gắn liền với Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm các công ty công cụ quyền lực kinh tế, ông Garofano nói với The Epoch Times. Ông nói rằng Trung Quốc không có sự minh bạch về mối liên kết giữa các công ty tư nhân và Đảng Cộng sản Trung Quốc, do đó công ty này thực sự không nên được đối xử và tin cậy theo cách bạn vẫn thực hiện với các công ty khác trong tương lai toàn cầu. Phó Chủ tịch Carafano cho biết sự hiện diện của BitDance tại Hoa Kỳ thông qua TikTok làm dấy lên những lo ngại vì công ty này có quyền truy cập vào lượng lớn dữ liệu cá nhân của người Mỹ. Những đảm bảo từ TikTok rằng họ hoạt động độc lập với BitDance là không có giá trị, ông nói thêm. Ông Carafano cho biết nó đó là một công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc. Bạn không tin tưởng vào phần mềm đó, bạn không tin tưởng vào việc họ xử lý dữ liệu và bạn không tin tưởng rằng họ độc lập với sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Danh sách các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các cấp quản lý của Bitdance. yang Phu Binh, tổng biên tập, kiêm phó chủ tịch công ty trước đây từng được nhắc đến trong các tin tức của truyền thông Trung Quốc với tư cách là thư ký ủy ban Đảng Cộng sản Trung Quốc của công ty. Tên của ông cũng xuất hiện trong danh sách tên mà The Epoch Times có được. Một phần danh sách do thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Beach Dance đã được biên tập lại tên Giang Phu Binh có màu xanh lam. Phó Chủ tịch Giang phụ trách nhiệm vụ liên quan đến kiểm duyệt cho các nền tảng xã hội của công ty. Trong các bản tin trước đây, các phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc, ông Giang cho biết luôn sẵn sàng thúc đẩy các chính sách kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 4 năm 2019 với Tân Hoa Xã, ông Giang giải thích rằng an ninh mạng đối với công ty có nghĩa là dư luận có thể được dẫn dắt theo hướng đúng đắn, tràn đầy năng lượng tích cực và thúc đẩy các chuỗi giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội Cộng sản. Danh sách tên nội bộ mà tờ Epoch Times có được tiết lộ rằng nhiều quản lý cấp cao của BitDance cũng là ủy viên đảng bộ của công ty. Đảng ủy viên Giang Nen, tên là Nam, được liệt kê là nhân viên trực tiếp báo cáo cho một trong 14 giám đốc điều hành hãng đầu hàng đầu của Big trong một sơ đồ tổ chức trong trang tin tức tờ Information thu được vào tháng 4 năm 2019. 14 người đó sẽ báo cáo trực tiếp cho giám đốc điều hành Trương Nhất Minh. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.